Xoay quanh kế hoạch di dời chợ Kim Biên, mới đây thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ông Trần Vĩnh Tuyến đã lên tiếng kêu gọi vận động tiểu thương chuyển nghề. Nhiều ý kiến cho rằng lời kêu gọi này chưa thuyết phục. Bên cạnh đó thì vấn đề gây bức xúc ở ngôi chợ hóa chất này không chỉ nằm ở chuyện chợ đặt ở đâu, số phận của tiểu thương sẽ như thế nào và làm sao để xóa danh xưng ngôi chợ hóa chất tử thần đã gắn liền với chợ Kim Biên mấy chục năm nay. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với luật sư Lương Văn Lý, người từng giữ vị trí là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Dạ thưa ông, theo lộ trình di dời chợ Kim Biên thì đến cuối năm 2017 sẽ có chợ mới đặt ở quận 8. Từ đây đến đó thì vẫn chưa biết số phận của những tiểu thương chợ Kim Biên sẽ như thế nào. Thì mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ông Trần Vĩnh Tuyến cũng đã có kêu gọi vận động tiểu thương chuyển nghề. Có ý kiến cho rằng cái lời kêu gọi này nó vẫn chưa rõ ràng, bởi vì nếu muốn tiểu thương tiếp tục hoạt động làm ăn ở chợ mới thì cần phải có chính sách hỗ trợ di dời. Còn nếu như muốn tiểu thương chuyển nghề thì cũng cần làm rút ráo như cách mà cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã làm khi mà vận động kêu gọi người dân bỏ nghề buôn bán pháo. Ông nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ? Cái cơ sở pháp lý hiện nay đã có để mà thực hiện cái công việc quản lý này đủ hay chưa thì lại là một vấn đề khác. Chúng ta thấy rõ rằng là cái việc đầu tư rồi là cái việc thực hiện sản xuất và kinh doanh hóa chất, nó đòi hỏi những cái người mà làm sản xuất kinh doanh hóa chất phải được đào tạo. Luật nói rất rõ rằng là ít nhất là phải đào tạo ở cái cấp trung cấp. Không phải ai cũng có thể làm cái công việc này được. Nói như vậy có nghĩa rằng là một số người sẽ tiếp tục làm được cái việc sản xuất và kinh doanh hóa chất, trong khi đó một số người khác thì phải chuyển nghề. Chuyển nghề là cả một cái thay đổi lớn đối với bản thân đương sự. Và trong cái thay đổi lớn này đó thì đương nhiên là chính quyền, nhà nước là phải có một sự hỗ trợ nhất định để đảm bảo rằng là cái việc chuyển nghề này nó xảy ra êm thấm và nó không gây một cái hậu quả gì cho bản thân cái người đó hay là cho xã hội. Mà muốn hỗ trợ như vậy đó thì theo tôi không phải chỉ có chủ trương mà cần phải có những cái quy định rất là rõ ràng, rất là cụ thể và những cái biện pháp thực hiện thích hợp. Thực ra đã từng có lời kêu gọi vận động người dân ở chợ Kim Biên chuyển sang khu nhà lồng khang trang hơn ở ngay bên cạnh là trung tâm thương mại Phương Đông, nhưng mà tiểu thương không chịu bởi vì giá thuê cao. Trong khi đó thì cái khu chợ mới ở quận 8 dự kiến là cũng sẽ có giá thuê không hề rẻ. Như vậy thì theo ông cần phải làm sao để cho cái quá trình di dời diễn ra được suôn sẻ? Cái mức giá thuê cao hay thấp đó, thì nó tùy thuộc vào hai cái cấu phần của cái mức giá thuê đó. Trước hết là cái vốn mà nhà đầu tư, dù cho nhà đầu tư tư nhân hay là nhà đầu tư nhà nước cũng vậy thôi. Cái vốn mà cái nhà đầu tư đã bỏ ra ban đầu. Và cái cấu phần thứ hai là cái biên độ lợi nhuận dành cho nhà đầu tư nếu có. Mấu chốt là ở chỗ là chúng ta phải hết sức công khai và minh bạch về hai cái cấu phần này. Lý do cơ bản của những cái vụ mà phản đối hay là khiếu nại đông người ở thành phố này thì theo kinh nghiệm cho thấy rằng là vì thiếu minh bạch. Mà trước hết là nhà đầu tư thiếu minh bạch, rồi bản thân chính quyền ở các cấp cũng thiếu minh bạch. Tôi nghĩ rằng là nếu mà công khai, nếu mà rõ ràng minh bạch giải thích, đúng hơn là giải trình cho mọi người và đặc biệt là cho những cái người, cho những cái cá nhân, cho những cái hộ gia đình mà có liên quan thì không có lý do gì để họ phản đối. Dạ vâng, việc di dời chợ Kim Biên ra khỏi khu vực đông dân cư là chuyện được nhiều người đồng tình. Tuy nhiên, vấn đề gây bức xúc ở ngôi chợ này không chỉ nằm ở chuyện chợ đặt ở đâu mà còn ở chính cái hoạt động buôn bán hóa chất tràn lan của tiểu thương. Theo ông, kế hoạch xây dựng chợ mới cần phải có những quy định gì để đưa hoạt động kinh doanh hóa chất vào khuôn khổ? Quy định thì như tôi nói đã có rồi. Cái câu chuyện là cần phải hoàn chỉnh nó như thế nào, cần phải bổ sung nó như thế nào thì rõ ràng là cái nhu cầu đó có. Trước hết là nhu cầu cụ thể hóa những cái quy định đã có. Ví dụ như hiện nay là cái quy cách cho các cái thiết bị đựng hóa chất, các cái loại axit và các cái loại hóa chất độc hại khác như thế nào thì cái này chúng ta chưa có những cái quy chuẩn thống nhất. Ví dụ như các quy định về thao tác mỗi khi cần di chuyển các cái hóa chất này như thế nào thì
ở đây cũng chưa có những cái quy định thống nhất. Pháp luật các cái nghị định mà tôi đã kể ra đó, người ta quy định là phải khai báo. Nếu mà kinh doanh sản xuất hóa chất thì theo từng loại, tức là pháp luật thì phân biệt là giữa hóa chất độc, hóa chất nguy hại, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh. Thì từng loại hóa chất được phân loại như vậy đó thì nó có những cái thủ tục riêng tùy mức độ độc hại mà phức tạp hay là ít phức tạp hơn. Rồi cái việc mua bán đó, hóa chất đó, và nhất là hóa chất nguy hiểm, hóa chất độc hại đó, là phải được kiểm soát, kiểm tra thường xuyên và phải có cái phiếu kiểm soát cái việc mua bán đó. Thì những cái quy định như vậy đó, nếu chúng ta thực hiện một cách hết sức là nghiêm chỉnh, pháp luật cũng quy định là phải xây dựng, nhất là ở các địa phương mà có các hoạt động sản xuất kinh doanh hóa chất này, thì phải xây dựng một cái kế hoạch để mà phòng ngừa và ứng phó với sự cố hóa chất. Thì nếu mà tất cả những cái thứ đó mà được thực hiện một cách đầy đủ và nghiêm chỉnh thì tôi cho rằng là sẽ hạn chế rất là có ý nghĩa cái việc mà buôn bán hóa chất tràn lan như thế này. Thưa ông, một vấn đề khác cũng được nhiều người quan tâm, đó là trung tâm hóa chất mới đặt rất gần sông Cần Giuộc. Thì để tận dụng cái lợi thế đường thủy thì việc đặt cái vị trí này rất thích hợp. Tuy nhiên là việc này lại mở ra một bài toán về môi trường. Ông có nghĩ là chúng ta cũng nên có một cái quy định nào đó để đảm bảo rằng môi trường nước không bị xâm hại nếu như mà xuất hiện một cái kho dự trữ hóa chất lớn như là chợ Kim Biên? Tôi nghĩ bản thân cái việc mà cái kho hóa chất hoặc là cái cơ sở sản xuất kinh doanh hóa chất nó nằm bên bờ sông hay nó nằm gần sông, tự bản thân nó không phải là vấn đề. Bởi vì nó nằm gần sông hay là gần đường, nó vận tải bằng đường sông hay bằng đường bộ, thì tất cả những cái đó đều đòi hỏi là phải có những cái quy định, và cái việc thực hiện những quy định đó một cách đầy đủ, nghiêm túc như tôi nói. Nếu chúng ta có đầy đủ những cái quy định, ví dụ như là mà hiện nay thì những cái quy định đó nó cũng đã có rồi, bây giờ vấn đề là thực hiện nó như thế nào thôi. Ví dụ như là những cái quy định về giao thông vận tải đường sông thì đã có, những quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước như thế nào thì chúng ta cũng đều có cả. Tôi chỉ ngại mỗi một điều là quy định thì có nhưng mà thực hiện thì không đầy đủ, không nghiêm túc, thì nó sẽ đẻ ra hậu quả rất là khốc liệt. Dạ vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều ạ.